Hi, xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong video tuần tiếp theo này nữa rồi. Và vừa rồi các bạn đã được xem một cái pha tắm nước cho động cơ điện DGM. Thì đây chính là động cơ điện DGM sở hữu tiêu chuẩn IE2, một tiêu chuẩn tiết kiệm điện năng và bảo vệ môi trường được xử lý ở công nghệ cao. Và song song đó là tiêu chuẩn IP55, một tiêu chuẩn kháng bụi, kháng nước rất là cao. Các bạn có thể quan sát trên tem. Đây chính là IP55. Và đây là động cơ với kiểu lắp là B3, tương ứng với nó là kiểu lắp chân đế. Thì về động cơ có tiêu chuẩn IP55 là một động cơ tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi rất là cao. Nên các bạn thấy được là mình cho phun mưa, phun nước ở nhiều cái góc độ khác nhau và động cơ của chúng ta nó vẫn hoạt động tốt ở điều kiện môi trường nước như thế này. Đó chính là về IP55 mà động cơ BCM sở hữu. Đó là một cái tính năng mà có thể giúp các bạn, động cơ các bạn hoạt động ở những cái môi trường có thể gọi là khắc nghiệt để đảm bảo nó vẫn hoạt động tốt. Đó là về động cơ điện BCM. Và rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video ngày hôm nay, xem về những cái tính năng của động cơ điện BCM nó sở hữu. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Mọi thông tin chi tiết khác các bạn có thể liên hệ đến website công ty tại kinhbắc.com. Xin chào.